nghiệp thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trong những kỷ niệm.
bản thân bao năm trong cuộc đời. And you là người bạn thân cùng tôi sẽ chia muôn phiền, cùng chung bao ước muốn cho ngày mai, ta cùng giấc mơ cho tương lai. Cảm ơn trời, người ban cho ngày vui khó quên trong tôi. You, người cho tôi bao câu ca tuyệt vời. And you là người cho tôi tình cao quý trong cuộc đời. Tình bạn ta mãi mãi không hề phai, ta cùng bước trên con đường dài. Cảm ơn trời, người ban cho tình thân khó phai. You and I, buồn vui ta đã cho nhau niềm tin. You and I, ngày đêm ca hát cho vơi sầu đau, và ta sẽ nhớ nhau trong đời. Dẫu xa nhau muôn trùng, tình bạn thân thiết không bao giờ sẽ không phai trong cuộc đời hai chúng ta.
trong tim con vang tiếng cô thầy. Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh vượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy diệu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ ra hơn chưa? Được nghe tiếng trống trường vang lên giòn giã, đưa tất cả mọi người về tuổi học trò thơ ấu. Hôm nay, chúng ta, những học sinh khóa 1971-1974 cùng nhau tụ hội về đây dưới mái trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Hoàn Kiếm thân yêu, làm lễ kỷ niệm 45 năm ngày ra trường 1974-2019. Sau đây, xin kính mời các thầy cô, các vị khách quý và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ. Chào. Đoàn quân Việt Nam đi.
xin mời các thầy cô, các quý vị và các bạn ngồi xuống. Hôm nay chúng ta rất vinh dự mời đến dự lễ kỷ niệm có các vị khách quý. Về phía nhà trường, xin trân trọng giới thiệu cô giáo Trần Thị Hải Yến, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Trần Phú, Hoàn Kiếm, cùng các thầy cô giáo trong ban giám hiệu. Trong buổi lễ hôm nay, chúng ta vinh dự được đón các thầy cô giáo, những người đã trực tiếp dạy dỗ chúng ta ngày ấy. Dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, nhưng khi nhận lời mời của ban tổ chức, các thầy cô đã rất vui vẻ và cố gắng thu xếp việc riêng để về đây chung vui cùng chúng ta. Có những thầy cô từ miền Nam, miền Trung cũng đã dự. Xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Ngọc Hoàn dạy văn và cô Trần Thị Kim Tư dạy hóa đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Oanh, bí thư đoàn trường đến từ Phú Yên. Xin trân trọng giới thiệu thầy Quốc Anh dạy văn. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Quang Hưng dạy lý. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Kim Trung dạy văn. Xin trân trọng giới thiệu thầy Dương Xuân Hoài dạy sinh vật. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đức Vinh dạy Nga văn. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Mạnh Chí dạy thể dục. Đề nghị các bạn nhiệt liệt hoan nghênh và kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo cùng các vị khách quý. Mái trường Hoàn Kiếm thân yêu chung tay tổ chức lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa này. Khi mà tất cả các cựu học sinh chúng ta đều đã bước qua tuổi 60. Xin trân trọng giới thiệu các bạn lớp 10A. Xin trân trọng giới thiệu các bạn lớp 10B. Xin trân trọng giới thiệu các bạn lớp 10C. Xin trân trọng giới thiệu các bạn lớp 10D. Xin trân trọng giới thiệu các bạn lớp 10E. Và xin trân trọng giới thiệu các bạn lớp 10G. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tập đoàn VPS Group và Cục Quân y Bộ Quốc phòng đã gửi lãng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm của chúng ta. Thưa các thầy cô, các vị khách quý và các bạn, trong 45 năm qua, có nhiều thầy cô và bạn bè của chúng ta đã ra đi mãi mãi. Đề nghị các thầy cô cùng các bạn đứng dậy dành một phút tưởng niệm những người đã khuất. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thôi, xin cảm ơn. Mời các thầy cô và các bạn ngồi xuống. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Vũ Chi Dũng, lớp 10E, và bạn dẫn của tôi là bạn Khương Tu Anh, cùng lớp 10E. Cảm ơn bạn Vũ Chi Dũng. Sau đây xin trân trọng mời bạn Đặng Quốc Khánh, trưởng ban tổ chức, nguyên bí thư chi đoàn lớp 10B lên đọc diễn văn buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa các vị khách quý, thưa tất cả các bạn. 45 năm trước, từ sân trường này, hơn 300 nam nữ thanh niên như những cánh chim vừa bỡ ngỡ vừa mạnh mẽ dấn thân tỏa đi mọi miền của đất nước. Hôm nay, tiếng trống của thầy chúng ta đã điểm, triệu tập chúng ta ngồi với nhau, tay trong tay, mắt trong mắt, để chúng ta trân trọng nhớ lại những chỉ bảo dạy dỗ của nhà trường, của các thầy các cô và hướng tới kỷ niệm lần thứ 50 ngày ra trường của khóa ta vào năm 2024. Trước hết, thay mặt các bạn trong ban tổ chức, chúng em xin kính chúc các thầy các cô và tất cả các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công và chúc buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp.
Kính thưa các thầy các cô, các vị khách quý và các bạn. Năm 1971, phần lớn khóa của chúng ta là những học sinh từ hai trường Tô Hiệu và Trưng Vương bước vào năm học mới. Đất nước vẫn còn chiến tranh, trải qua thời kỳ sơ tán nên khóa có nhiều bạn ở các độ tuổi khác nhau. Phần lớn chúng ta sinh năm 57, nhưng cũng rất nhiều người sinh năm 53, 54. Vì thế mới học hết học kỳ 1, chúng ta đã tiễn một số thầy và bạn ra chiến trường. Các bạn ở lại thi đua học tốt, lao động tốt, miệt mài học tập, chúng ta cũng thi đua nhau lao động, đắp đê, đóng sách, v.v. Vừa kết thúc năm lớp 8, cũng là khi Mỹ một lần nữa đem máy bay đánh phá miền Bắc. Năm lớp 9, nhiều người trong số chúng ta đi sơ tán theo trường về Đại Mạch và Vĩnh Ngọc. Khi đó, lớp học được phân tán, bàn học chúng ta là những bàn gấp đeo được trên vai. Chúng ta ngồi học. Khi B-52 ném bom giải thảm Hà Nội, nhiều bạn còn leo lên cây xoan để nhìn về Hà Nội. Lo lắng nhưng rất tự hào khi tận mắt chứng kiến dòng lửa của chúng ta đã lao lên vít cổ pháo đài bay của giặc. Khóa của chúng ta thật tự hào, khóa cùng đã cùng với cán bộ, nhân dân Hà Nội chúng ta sống trong một thời đạn bom, một thời hòa bình. Sau Hiệp định Paris, khóa lại về Hà Nội học. Lúc này, một số bạn phải chia tay về trường Phan Đình Phùng, đang từ 8 lớp, chúng ta dồn lại còn 6. Vì thế, trên Zalo của khóa trong những ngày vừa rồi, có rất nhiều bạn phải tự giới thiệu, tớ là khoa ở 8Y, sau đó chuyển sang 9C và 10C để nhận ra nhau. 3 năm trôi qua thật mau, những lưu bút, những bức ảnh hồi đó hiếm được, hiếm ai giữ được. Nhưng những biệt danh của một số bạn như là Khánh Còi, như là Khánh Bạc, như là Huy Còi. Và em xin lỗi, có cả những biệt danh mà chúng em, những cái đứa mà xếp sau quỷ nhì ma đặt tên cho các thầy cô giáo khi đó. Chúng em không có ý gì khác, chỉ để nhớ lại. Và hôm nay chúng em vẫn nhắc lại, như là thầy Đạt chuyên môn nói là A Tò, để chúng em nhớ lại những kiến thức, những bài tập đấy để khi làm bài thi mà thôi. Thưa các cô, qua nhóm bạn Zalo, nhiều bạn đã nhắc lại từng bài giảng, từng bài học làm người của các thầy các cô đã tạo hứng khởi cho mỗi chúng em trong những bước đời sau này. Kết thúc năm học, người ra trận, người vào giảng đường đại học hoặc theo đuổi những tham mê. Trong số đó, nhiều bạn đã tiến vào giải phóng Sài Gòn, tham gia chiến tranh Tây Nam và tham gia chiến tranh phía Bắc. Sau tháng năm học tập, công tác, nhiều bạn đã trở thành những cán bộ trung cao cấp của trong và ngoài quân đội. Có nhiều bạn hiện nay vẫn đang sống và làm việc ở nước ngoài. Có nhiều bạn hiện nay cũng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng dù ta là ai, có thành đạt hay không, hôm nay chúng ta đều là những học trò cùng với nhau như 45 năm trước, như những cánh chim tìm về tổ ấm, nơi mình đã được các thầy, các cô thương yêu, dạy dỗ. Trong buổi gặp này và cũng nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thầy, các cô, các bác lao công. Tấm gương đạo đức và lòng thương yêu các thầy, các cô dành cho học trò luôn là hành trang quý báu và luôn đi cùng chúng em trong những năm qua. Còn một điều không thể không nhắc về ngôi trường trăm tuổi yêu quý của chúng ta. Ngôi trường không bao giờ già đi vì mỗi năm chúng ta lại có một lớp học sinh mới. Có nhiều nhà cách mạng, nhiều nhà văn hóa của Việt Nam đã dạy và học chính trong ngôi trường này. Khi ta học, trường chỉ là nơi ta học. Theo năm tháng này, từng góc sân, từng khung cửa của ngôi trường đã hóa thành những mảnh ghép quan trọng trong tâm hồn của mỗi chúng ta. Trường của chúng ta xứng đáng là một địa chỉ văn hóa, lịch sử đáng trân trọng với những thế hệ của người Hà Nội. Kính thưa các thầy, các cô và các bạn, trong 45 năm qua, bận nhiều với cuộc sống và công tác, không lúc nào chúng ta không nghĩ về trường, về lớp, về bè bạn. Nhưng cũng vì nhiều lý do khác nhau mà đến bây giờ cả khóa của chúng ta mới có cơ hội tụ tập với nhau. Mặc dù vậy, từng lớp ở các thời điểm khác nhau đều có những cuộc giao lưu, thăm hỏi động viên nhau những lúc gia đình, bạn bè có niềm vui cũng như có nỗi buồn. Có những lớp đã tổ chức chuyến đi xuyên Việt, tham quan những danh lam thắng cảnh mọi miền của Tổ quốc. Nhưng trong tuần lần này, thật vui và thật hạnh phúc vì từ khi phát động ý tưởng đến nay, trong thời gian rất ngắn,
Số bạn dự về dự thật đông, đông hơn cả chủ lượng ban đầu. Nhiều bạn đã thu xếp công việc gia đình vượt hàng ngàn cây số về dự hội khóa. Quân số đăng ký ban đầu tăng ra, quân số đăng ký tham gia đã tăng lên hàng ngày. Nhưng điều đó không làm cho ban tổ chức chúng tôi lo lắng, mà làm chúng tôi thêm tự hào về khóa chúng ta, về tình người trong khóa chúng ta, luôn mến yêu trường cũ của chúng mình, bạn bè với nhau, ngàn chén rượu vẫn là ít. Hơn 300 con người tụ tập nhiều, ngày hôm nay cả ngày cũng không đủ thời gian để nói hết những điều muốn nói và nhắc lại những kỷ niệm đã qua. Trong buổi gặp này, chúng ta sẽ chia sẻ với nhiều bạn vì những lý do khác nhau mà chưa về dự được. Để có buổi gặp mặt hôm nay, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy các cô trong ban giám hiệu trường Trần Phú, Hoàn Kiếm đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng ta. Chúng ta cũng cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm và rất năng động của các bạn trong ban tổ chức, sự đóng góp của các nhà mạnh thường quân và sự tham gia của tất cả chúng ta. Cuộc gặp mặt khóa 71, 74 của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Tới đây, các lớp vẫn duy trì hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng. Toàn khóa chúng ta hẹn ước sẽ đến hội khóa của khóa kỷ niệm 50 năm ngày ra trường vào năm 2024. Hẹn nhé, gặp lại 2024. Xin trân trọng, cảm ơn. Cảm ơn bạn Đặng Quốc Khánh. Tiếp theo, xin mời ca sĩ Quang Tú và Minh Hồng sẽ lên sân khấu để hát tặng chúng ta bài Bụi Phấn của tác giả Vũ Hoàng. Xin mời hai ca sĩ. Yeah.
các thầy cô giáo. Dù thời gian có lùi xa bao lâu, chúng em vẫn luôn nhớ về thuở học trò, quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Vẫn luôn nhớ ơn các thầy cô đã dạy dỗ chúng em, vẫn luôn nhớ về mái trường cấp 3 Hoàn Kiếm thân yêu. Đó là những kỷ niệm không bao giờ phai trong tâm trí của những cô cậu học trò ngày ấy. Dù nay chúng em đầu đã hai thứ tóc, nhiều bạn đã lên ông, lên bà. Hôm nay là dịp để chúng em tri ân các thầy cô giáo. Sau đây, xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo lên sân khấu. Cũng xin mời bạn Phạm Thánh Quang, lớp 10D, bạn Lê Lâm, lớp 10A, bạn Trần Đăng Khoa và bạn Lê Đạt, lớp 10C, đại diện toàn khóa lên tặng quà tri ân các thầy cô. Xin kính mời. Có những loài hoa thương đã sang trời.
Xin cảm ơn ca sĩ Minh Hồng. Sau đây, xin trân trọng kính mời cô Phạm Tiểu Hoàn, dù đã tuổi 85 nhưng vẫn còn đầy nhiệt tình, sẽ đại diện các thầy cô về dự buổi lễ hôm nay lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời cô. Thưa cô Yến hiệu trưởng trường hiện nay đang làm việc, chúng tôi hôm nay gặp nhau ở đây, tôi rất đáng lẽ việc này là của thầy Quốc Anh thôi, nhưng mà các em cứ giao cho tôi, thành ra là tôi làm hơi lúng túng vậy, các vị thông cảm. Hôm nay họp khối lớp học sinh 71, 74, các em đến đây, tôi xin có mấy lời phát biểu như sau. Cái thứ nhất là bao nhiêu năm bây giờ chúng tôi lại được gặp các em lớn lắm, và như vậy tức là các em phải nhớ là cái lúc mà các em hỏi cô có nhớ em không ạ, là ngán ra, bởi vì là 40 năm rồi làm sao nhớ được em. Nhưng mà các em thì vẫn nhớ chúng tôi và thân mật nói là em là bạn A, bạn B. Lúc đó, ngày xưa cô thế này, cô thế nọ, hoặc là bài của em, hôm đó em được điểm tốt, điểm xấu, các em nói lại, chúng tôi rất vui mừng. Những cái kỷ niệm đó không bao giờ quên được, bởi vì các em rất là tình cảm với chúng tôi mà nhớ lại những cái đó. Trong các em có những em trưởng thành và hồi đó các em 17, 18, bây giờ các em lớn và trưởng thành, thầy trò gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa, vui có, buồn có. Trong lớp hồi đó có những em ngoan, học khá, có những em hãy còn nghịch ngợm, và như vậy chúng tôi phải mời bố mẹ đến để trao đổi tất cả những cái đó, kỷ niệm lại dồn vào với chúng tôi. Bây giờ các em lớn hết cả rồi, là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại cả rồi. Thế và khi gặp lại, các em vẫn nói lại những cái chuyện ngày xưa và không bao giờ chúng tôi có thể quên được. Có mấy lời chúng tôi muốn nhắc lại. Và hôm nay chúng ta tổ chức ở đây, các em đem lại những cái tình cảm rất sâu sắc đối với chúng tôi. Vậy hôm nay có vài lời tâm sự với các đồng chí và các em. Tôi xin chúc là cái buổi họp mặt ngày hôm nay sẽ đem lại những kỷ niệm rất sâu sắc cho chúng tôi và không bao giờ chúng tôi quên được. Xin hết ạ. Cảm ơn cô Phạm Thị Ngọc Hoàn với những lời phát biểu ấm tình thầy trò, ấm tình đồng nghiệp. Sau đây xin kính mời thầy Nguyễn Đức Vinh sẽ lên hát tặng cho các thầy cô cũng như toàn khóa chúng ta một bài hát. Kính thưa các thầy cô giáo và tất cả các học sinh thân mến, tôi rất là vui mừng hôm nay được gặp gỡ tất cả các em của một thời kỳ gian khó. Thầy trò chúng ta đã vượt qua những cái giây phút rất khó khăn để học hành. Và tới bây giờ tôi thấy là các em đã trưởng thành và toàn là thành công trong cuộc sống. Thì tôi rất là vui mừng. Và hôm nay xin gửi đến các bạn một bài hát nhạc hợp của Trịnh Công Sơn là Để Gió Cuốn Đi. Để gió cuốn đi,
chiều xuống cần có một tiếng Trần Phú, Hoàn Kiếm lên phát biểu ý kiến. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các thế hệ thầy cô giáo của các anh chị cựu học sinh khóa 1971-1974. Kính thưa các anh các chị là cựu học sinh của khóa 1971-1974. Trước tiên cho phép tôi xin thay mặt toàn thể các thầy cô giáo trong hội đồng giáo dục hơn 2.000 các em học sinh xin được nhiệt liệt chào đón các anh chị, các thầy cô về dự kỷ niệm 45 năm ngày trở về, ngày ra trường của các anh các chị. Kính thưa các thầy cô, các anh các chị, cách đây khoảng một thời gian không dài, tôi được tiếp các anh, các chị là ban liên lạc của khóa mình. Tôi thực sự xúc động bởi một khóa các anh các chị đã rất là nhiều tuổi. Và các anh các chị cũng thông tin đến nhà trường đây là lần đầu tiên các anh các chị tổ chức hội khóa. Còn hội lớp thì hàng năm các anh các chị vẫn làm rồi. Và với một cái vẻ hết sức chân thành. Nhưng tôi hiểu rằng các anh các chị là các công dân đã thành đạt trong xã hội. Tôi thực sự xúc động bởi tình cảm các anh các chị dành cho nhà trường và dành cho nhà trường một cái hạnh phúc được đón các anh các chị nhân cái kỷ niệm 45 năm này. Với xuất phát từ tình cảm như thế, cho nên là tôi đã cùng các anh các chị tư vấn để các anh các chị có một cái ngày trở về trường được một cách trọn vẹn nhất. Ngày hôm nay trước các anh các chị, chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn tình cảm các anh các chị dành cho nhà trường và xin tiếp nối cái lời mời của anh Khánh. Anh Khánh có hẹn là 2024 hẹn gặp lại, thì tôi xin phép được gửi lời tới các thầy cô, các anh các chị là 2020 xin phép được đón các anh các chị trở lại nhân dịp 60 năm thành lập trường. Hôm nay ở chính thức thông tin với các anh các chị, chúng tôi đã báo cáo qua các tổ chức và qua Sở Giáo dục Đào tạo, chúng ta sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 65 ngày thành lập trường Trung học phổ thông Trần Phú Hoàn Kiếm. Hiện tại chính là trường phổ thông công nghiệp cấp 3 của các anh các chị, ngày các anh các chị vào trường. Và chúng ta sẽ tổ chức vào những ngày đầu tháng 11. Hơn nữa, và tôi lại thực sự xúc động khi biết các anh các chị là những khóa cuối cùng của trường Ambassador. Và
trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trần Phú Hoàn Kiếm, chúng ta cũng có một cái phần thời gian xứng đáng, một cái góc kỷ niệm xứng đáng dành cho trường Ambassador của các anh các chị mà đã nhiều thế hệ lãnh đạo trước đây, có thể các cô chưa đề cập đến vấn đề này. Bởi vì bây giờ chúng tôi không làm việc đó thì những nhân chứng sống của Ambassador sẽ không còn nữa nếu còn nhiều năm nữa. Một lần nữa xin phép được trân trọng kính mời và được chào đón các anh các chị vào tháng 11 năm 2020. Và cuối cùng xin gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới các thầy cô, các anh các chị, cựu học sinh. Trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn cô giáo Trần Thị Hải Yến và mời cô lán hạ sân khấu. Và xin kính mời thầy Nguyễn Thế Đức, cán bộ đoàn trường lên sân khấu. Sau đây xin mời bạn Đặng Quốc Khánh, lớp 10B, trưởng ban tổ chức và bạn Ngô Bùi Phương Dung, lớp 10A lên tặng quà lưu niệm cho nhà trường. Trường Hoàn Kiếm, Ambassador cũ có lời mời cô Nguyễn Thị Oanh. Cô Oanh là cán bộ đoàn, giáo viên chủ nhiệm về dự. Cô Oanh rất phấn khởi và nhiều xúc động. Tôi là Nguyễn Xuân Đàm, sinh năm Đinh Sửu 1937, quê ở tỉnh Phú Yên, là rể của trường Hoàn Kiếm. Xin cũng có được niềm vui lây với ý tưởng tốt đẹp của các bạn. Chiến tranh đã lùi xa, anh chị em chúng ta đã trở thành những người cao tuổi. Trên các nẻo đường của cuộc chiến tranh, chúng ta đã đua nhau học tập, rèn luyện và công tác chỉ với một nguyện vọng trong sáng là góp phần chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tôi là một trong số rất ít sinh viên khóa 3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1963 đi B
vào Trung ương Cục miền Nam xây dựng phong trào giáo dục cách mạng ở miền Nam như một chiến sĩ giải phóng quân miền Nam thực thụ, vừa đào tạo cán bộ giáo dục, vừa thực hiện diệt ác, phá kiềm với chiến thuật, chiến lược, hai chân, ba mũi, luồn sâu vào địch hậu, thành phố, dựng phong trào. Qua 10 năm chiến đấu hy sinh, hàng ngàn thầy cô giáo đã nằm xuống ở đồi 82 Tây Ninh. Đây là nghĩa trang tưởng niệm, tri ân những bạn đồng nghiệp đã nằm xuống cho sự nghiệp cách mạng trên đất nước này. Còn các anh chị em đã hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình trên mọi ngành công tác mà nơi xuất phát ra đi là trường cấp 3 Hoàn Kiếm, Hà Nội. Một tập thể, một cộng đồng gắn kết với nhau trên tình nhân ái, tình yêu nước thiêng liêng. Đây là niềm hạnh phúc lớn của một đời người mà dễ gì có được. Và tôi là rể của trường Hoàn Kiếm từ năm 1973 như một lương duyên. Trong dịp này, tôi muốn được về với trường cấp 3 Hoàn Kiếm để nói lên lời tạ từ của mình, nhưng vì sức khỏe, tôi không tốt nên đành thất lễ với các cụ, với ông Tơ, bà Nguyệt, ông Mai, bà Mối đã kết nối mối chỉ đường tơ để tôi được rể làm rể của quý trường. Tôi xin nhờ nhà tôi nói hộ lời tâm huyết ấy với các thầy cô, các bạn có mặt trong cuộc họp mặt đầy tính nhân văn này và với tất cả những bạn thiếu vắng hôm nay. Tôi được Trung ương cử đi làm nghiên cứu sinh ở Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo dục Moscow để chuẩn bị thời kỳ đấu tranh trên mặt trận mới. Tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ trước thời hạn 6 tháng, được đánh giá xuất sắc, được mời cán bộ của Viện Hàn Lâm và luận án được xuất bản ở Moscow với tên đề tài Những kinh nghiệm của nhà trường Xô Viết trong việc hoàn thành thế giới quan khoa học cho học sinh lớn và việc vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng nhà trường cách mạng ở Việt Nam. Tôi về nước làm việc ở Viện Giáo dục Khoa học Giáo dục Việt Nam với bao nhiệt tình ấp ủ. Bây giờ, đến tuổi nghỉ hưu, chiêm nghiệm lại những gì mình đã làm được và chưa làm được là có từ những ngày ấy. Xin đa tạ tất cả. Sau 30 năm trôi nổi, được trở về phục vụ cho chính quê hương nhỏ của mình là một niềm hạnh phúc. Tôi là một chiến sĩ giáo dục nơi biên thùy, nơi tôi đi đâu là cần có gia đình cùng đi đến đó. Cô giáo Oanh, cô giáo người Hà Nội lại phải rời xa thủ đô Hà Nội với bao tâm trạng về tâm lý, về cuộc sống để về tỉnh Khánh, Phú Khánh, Nha Trang và rồi trở về với Phú Yên, quê kiểng của tôi. Người ở trong cuộc mới thấu cảm nỗi này. Câu chuyện dài, nhiều niềm vui, nỗi nhớ, nhiều tâm trạng trong thời kỳ đổi mới, lịch sử sang trang với nền cách mạng kinh tế xã hội 4.0 này. Cô giáo Oanh đã vượt qua được mọi khó khăn về việc làm, về làm dâu ở phương Nam, xa lơ, xa lắc. Trong ngày 30 Tết, một đầu quang gánh là cành đào Hà Nội, một đầu gánh là hai con gái bé về với quê nội, nhà cửa bị đốt phá hoang tàn, cả làng xóm chạy đến mừng, ông bà Bảy về. Bọn trẻ con chạy đến xem mấy bạn gái Hà Nội múa dẻo, hát hay và nghe tiếng nói Hà Nội sướng tai, líu lo như chim hót. Cô giáo Oanh đã mang hết những kinh nghiệm, cũng có thể gọi là tinh hoa đã được đúc rút từ nền giáo dục xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, góp phần tích cực vào việc giáo dục ở hai trường chuẩn Nguyễn Văn Trỗi của Nha Trang và trường chuyên Lương Văn Chánh Phú Yên và đã được các thầy cô nể trọng, học sinh yêu quý, cha mẹ học sinh gần gũi tin yêu. Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói, nhà trường cách mạng là bông hoa tươi đẹp nhất
của vườn hoa nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, từ bùn lầy lau lách bước ra sáng lòa. Thế hệ chúng ta, thế hệ vàng lịch sử, vững gốc cho nước Việt Nam thống nhất trường tồn, mừng gấm vóc giang sơn, chúng ta như con một cha, nhà một nóc. Chúng ta như một chùm pháo hoa trong ngày vui đại thắng, chụm vào rồi lại xòe ra, lấp lánh muôn màu ánh sáng. Xin chúc mừng ngày hội ngộ thành công rất tốt đẹp. Xin kính chúc các cụ ông, cụ bà, các thầy giáo, cô giáo, các anh chị em sức khỏe, trường thọ, vui vầy cùng cháu con và tùy theo điều kiện của mình tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Xin gửi lời chúc đến các gia đình, các cháu con, các anh chị thành đạt trong cuộc sống mới. Kính chúc đa tạ Nguyễn Xuân Đàm, Tuy Hòa, Phú Yên. Xin mời thầy cô và các bạn cho một tràng pháo tay để cảm ơn lời tri ân tri kỷ của thầy Nguyễn Xuân Đàm. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin mời bạn Nguyễn Anh Tuấn, lớp 10G, đại diện cho toàn khóa lên phát biểu cảm tưởng. Xin mời bạn. Kính thưa cô giáo Trần Thị Hạ Yến, hiệu trưởng trường phổ thông trung học Trần Phú, Hoàn Kiếm, các thầy cô giáo trường trung học Trần Phú, Hoàn Kiếm, các thầy cô giáo của nhà trường tham dự lễ hội khóa 1971-1974, cựu học sinh kỷ niệm 45 năm về lại trường phổ thông công nghiệp cấp 3 Hoàn Kiếm. Kính thưa thầy cô, các bạn bè cựu học sinh khóa 71-74, trường cấp 3 Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trước tiên, thay mặt các cựu học sinh, chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới ban tổ chức, ban liên lạc các lớp đã lên ý tưởng, có nhiều nỗ lực, tận tụy, chuẩn bị, tổ chức chu đáo để tất cả chúng ta có buổi lễ trang trọng gặp mặt kỷ niệm hôm nay. Thay mặt các cựu học sinh khóa 71-74 nói chung và cựu học sinh lớp 10G nói riêng, xin được nhiệt liệt chào mừng tất cả các thầy cô và các bạn có mặt trong lễ kỷ niệm 45 ngày ra trường hôm nay. Hôm nay, các thầy cô và chúng ta trở về nhà trường thân yêu sau 45 năm, mái trường luôn cho chúng ta niềm tự hào khi được là một trong các học sinh của trường. Từ gần 5 thập kỷ trước, phần lớn chúng ta là các cô cậu thanh thiếu niên của thủ đô ngàn năm văn vật, của các phố nhỏ, ngõ nhỏ của khu Hoàn Kiếm và một số bạn từ các miền vùng đất nước được tụ tập về đây, được các thầy cô dạy dỗ trong những năm đẹp nhất của cuộc đời. Không xe máy, không xe đạp, sáng sáng hầu hết chúng ta đã rủ nhau đôi ba bạn cùng đi bộ tới trường, vừa đi vừa ôn lại bài, vừa chia sẻ những nét đời sống thường ngày, khó khăn nhưng thật vui vẻ. Không học thêm, không dạy thêm, không được dạy thêm, nhưng hầu như chúng ta đều hoàn thành bài vở và được các thầy cô thương yêu. Thầy trò chúng ta khi đó đã chứng kiến những thời khắc lịch sử hào hùng của đất nước. Chống ngoại xâm, khi cha anh chúng ta đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc, các học trò chúng ta đã phải đi sơ tán, tránh bom Mỹ đánh phá, xa nhà, vừa học chữ, vừa học cách sống của những người nông dân cưu mang chúng ta, vừa đào hầm tránh bom. Mặc dù thiếu thốn, vất vả, nhưng có nhiều thật kỷ niệm những ngày gian nan đó, rồi hầu hết chúng ta đã vượt qua, hoàn thành tốt chương trình 3 năm cấp 3. Rời ghế nhà trường, có rất nhiều bạn đã thi đỗ vào học tại các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp. Còn bản thân tôi và nhiều bạn đã cầm súng ra chiến trường góp phần vào chiến thắng giành thống nhất nước nhà độc lập tổ quốc. Sau ngày độc lập, chúng ta đã được tiếp tục theo học ở các cấp cao hơn, đã tham gia vào mọi mặt của hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Chúng tôi được biết là có nhiều bạn trưởng thành trong lao động chiến đấu, đã nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của nhiều ngành nghề, lĩnh vực dân sự cũng như quân đội. Chúng ta chúc mừng các bạn đã có nhiều thành công trong sự nghiệp. Chúng ta cũng xin thông cảm chia sẻ với các bạn còn thiếu may mắn, còn chưa may mắn, bùi ngùi xúc động và tiếc thương những bạn đã ra đi mãi mãi. Kính thưa các thầy cô và tất cả các bạn, trong hơn 3 năm được học tập tại Trường Phổ thông Công nghiệp Hoàn Kiếm, Hà Nội, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo đã dạy dỗ không những truyền thụ kiến thức văn hóa mà còn chỉ dạy những lý lẽ đạo đức, những kỹ năng sống cho chúng em. Giữa lúc những năm đầu thập niên 70, cuộc sống còn muôn vàn khó khăn vất vả, nhưng các thầy cô trên bục giảng đã bỏ lại những đời thường gian nan, đã hết lòng truyền dạy cho chúng em, và đó là những hành trang quan trọng nhất
đi cùng chúng em. Em suốt 3 năm tháng không thầy đỗ mày làm nên. Xin cho chúng em gửi lời tri ân sâu sắc với toàn thể thầy cô nhà trường Hoàn Kiếm có mặt hôm nay. Chúng em không bao giờ quên những bài giảng văn trữ tình xúc động của thầy Quốc Anh, những tiết học ca văn vui nhộn của cô Thọ, những giờ đi học hiện ý thú vị của thầy Xuân. Chúc các thầy cô luôn sức khỏe và hạnh phúc. Mong các thầy cô đã ra đi được được yên vui nơi vĩnh hằng. Kính thưa thầy cô và tất cả các bạn, từ khi rời ghế nhà trường với tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, với truyền thống đất nước, gia đình và mang theo truyền thống của trường Hoàn Kiếm, chúng ta đã tỏa đi khắp mọi miền, tiếp tục học tập, cống hiến và trưởng thành qua năm tháng. Khi ra trường, tóc chúng ta còn xanh, nhưng giờ đây tóc đã bạc. Nhưng chúng ta luôn tự hào vì đã không thẹn là cựu học sinh của trường Hoàn Kiếm. Với hầu hết các lớp nói chung và lớp 10G nói riêng, chúng ta đã luôn giữ liên lạc với phần lớn các bạn, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ với nhau trong những việc trọng đại và đời thường. Nhưng cũng có một vài bạn ở xa, cho nên ít có dịp gặp gỡ và chia sẻ. Nhân ngày hội ý nghĩa hôm nay, xin nhiệt liệt chào mừng các bạn lần đầu gặp lại. Hầu hết chúng ta sau những năm tháng công tác chiến đấu đến nay đã nghỉ hưu, nhưng tôi được biết có nhiều bạn trong chúng ta vẫn đang tiếp tục lao động cống hiến cho gia đình và xã hội. Và đây cũng là những năm tháng của quả chín cây đời. Nhân dịp này chúng tôi xin chúc các thầy cô và các bạn tiếp tục đạt được những thành quả trong công việc của mình. Trường cơ lớp sũ, bạn bè 45 năm lại cùng về nơi đây, bên nhau tay nắm chặt tay, quên sao được kỷ niệm này bạn ơi. Kính thưa các thầy cô các bạn, xin một lần nữa được nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn học sinh có mặt ngày đây. Trong lễ kỷ niệm ngày hôm nay, xin dành lời để thầy cô các bạn chia sẻ thêm. Tôi mong rằng không chỉ hôm nay, chúng ta sẽ còn tiếp tục giữ lại và gặp mặt trong các cái dịp kỷ niệm 50, 55 năm ra trường tới đây. Nhân ngày vui gặp lại, xin kính chúc các thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc tất cả các bạn và gia đình mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Anh Tuấn. Chúng ta sẽ rất vui và rất mong để nghe được những bài hát mà ai cũng rất là mong muốn. Bây giờ xin mời ca sĩ Minh Hồng sẽ hát tặng chúng ta bài hát Mong ước kỷ niệm xưa. Xin mời ca sĩ. Trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ai sẽ còn nhớ mãi tiếng huy hoàng. Bạn bè bên thương nơi sẽ còn nhớ những lúc dân vơi. Để rồi bạn chia xa bằng trời vẫn niềm biết bao. Nhớ bạn nhớ mãi trường
Oh,
Xin trân trọng kính mời các thầy cô giáo, ban giám hiệu nhà trường và tất cả các bạn lên sân khấu chụp ảnh ạ. Sắp tàn, sương ướt lạnh, cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đây hai phương trời, bản thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi bao tháng ngày, cùng bên nhau chung mái trường, mà giờ đây hai con đường mình chia tay. Bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Sắp tàn, sương ướt lạnh, cầm bàn tay chẳng muốn rời. Ngày mai đây hai phương trời, bản thân ơi biết đi về đâu. Đã qua rồi bao tháng ngày, cùng bên nhau chung mái trường, mà giờ đây hai con đường mình chia tay. Bạn thân ơi mai xa cách nhau, lòng vẫn mãi nhớ phút ban đầu. Dẫu mai này dù đổi thay, vẫn không quên tình bạn thân. Đường ta đi gian nan khó khăn, cũng có lúc vấp ngã đôi lần. Thank you.
Gió thẳng gió lạnh lên trường, nửa trăng nửa chiếu nửa trường đời vai sát vai ta chung đường này bạn thân ơi giờ này chia tay và xin nhớ trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây bước trên đường bạn hẹn lời xin nhớ ta ấy chẳng sẽ không gặp nhau ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai không bao giờ quên hình bóng nhau vẫy tay chào bạn hẹn ơi xin chúc mỗi muốn nói mấp máy không thành câu thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công luôn yêu đời trên đường sắp đi luôn bình an